Rất tuyệt vời, xin gửi cảm ơn chân thành đến những diễn viên múa đến từ bản Mét xã Lục Dạ của chúng ta. Điệu xe có từ bao giờ mà vẫn mê say như thuở nào? Điệu xe như thuở ban đầu. Chân đi nhịp nhàng mà sao bối rối, tay trong tay đêm nay, chân bước đi rộn ràng. Em mừng khoang trong điệu xe để lại hơi ấm bàn tay, tay trong tay đêm nay, lòng sao xin bồi hồi. Em lung linh trong điệu xe như cành ban trắng mùa xuân. Em nâng chén rượu mời, rượu từ tay em cất, men rượu từ lá rừng, rượu nồng gạo quê hương. Em nâng chén rượu mời, chén này mình trao nhau. Em nâng chén rượu này gửi về chi nơi xa. Đêm nay với điệu xe rộn ràng trong tiếng hát, trao nhau giữa vòng xe nụ cười và ánh mắt, thương nhau nắm tay nhau để lòng thôi không nói, ngân lên khúc nhạc xòe từng bừng như suối. Oh,
Một phần quà rất ý nghĩa dành đến cho các gia bảo chủ đề.